Em xin chào các bạn. Nay em đã về một ít loa rời của JBL cũng như là những cặp loa Mi Bass 16 hàng của USA và những cặp vỏ loa hàng của Nhật. Đây là những vỏ loa mini nha. Em đã có 4 cặp này. Và của nó thì nó không có loa bát cũng như là không có loa chép, mà cái bát của nó đường kính tầm khoảng 10 cm nha. Đây này, cũng là một cái loa chép này, mình về một độ loa vô, một lỗ thông hơi. Đây là vỏ loa mini hàng của Nhật, nó còn cả dây điện câu ra loa bát và loa chép các kiểu này đấy. Cái này mình em tháo em chưa siết ốc vô nha. Nếu mà bác nào mua thì em sẽ siết cái con ốc này vô. Đây này, ốc nó nằm đây, nó còn hơi lỏng này, còn cái căng của nó đây. Bác nào mua thì em sẽ siết ốc vô đấy. Những cái con này cũng vậy đó, nó chưa siết ốc này đấy, ốc nhóc cho anh nha. Một bát 10 và một loa chép này, nó còn cả bông tiêu âm cũng như là dây ra loa các kiểu nha. Có con thì nó có phân tầng, còn có con thì nó xài tụ cản. Để con nào cũng ra như nhau nha. Em đang có 4 cặp vỏ. Cặp nào cũng có lỗ thông hơi nằm ở phía sau. Đây là Victor này. Đây toàn là chữ Nhật thôi. Đây, cái vỏ này của Nhật em bán là 100 ngàn một vỏ nha. Mình mua về mình có thể độ loa vô, mình nghe nhạc trong phòng nhỏ khoảng 15 mét vuông đổ lại, nghe rất là tốt. Để đồng giá nhau là 100 ngàn nha. Đây có những cặp vỏ Victor. Đây, hoàn toàn là Victor hết nha. Đều là 4 cặp Victor này, có cặp này màng xanh, còn có cặp thì màng trắng, rồi có cặp thì màng bằng màu bạc này, 4 cặp màu khác nhau. Đó, bác nào mua thì liên hệ cho em nha, giá là 100 ngàn một cặp vỏ nha. Còn bên đây nữa, em đang có những còn 4 đôi loa Mid Bass này. Đây là Mid Bass hàng của Nhật, Bass Mid Bass 16 nha. Cái này là em tháo trong xe hơi, xe ô tô ra, màng gân lụa hình xoắn. Và cái mà gân lụa hình xoắn, còn màn là màn carbon nha. Đây này, carbon rất là bóng và rất là đẹp luôn. Những cái dòng này là dòng bãi Nhật xịn sò, tháo trong xe hơi ra nha. Đây, Mid Bass 16 này mình có thể mua về mình chế thành loa cây để mình nghe nhạc hoặc là mình hỗ trợ lời ca cho dàn hát karaoke của mình nha. Nếu mà mình ráp thành loa cây, mình hát karaoke, mình nên bổ sung gắn thêm cho nó một con tụ cản loa mid nha, để mình hát karaoke cho tiếng nhẹ hơn. Em đang có khoảng 8 cái, có nghĩa là 4 cặp đấy, mình có thể đủ lên một cái loa cây là mỗi bên 4 loa. Đó, đây là loa Mid Bass 16 của xe hơi nha. Con này nó có màng carbon nữa này, nó có hình carbon này. Đó, cũng là gân vải hết. Mà những cái con này đều như nhau nha, chất âm như nhau. Mặc dù nó khác màng thôi nhưng mà chất âm cũng như là cấu hình từ côn nó như nhau hết. Đây em bán những cái cặp loa Mid Bass này là 600 ngàn nha. 600 ngàn một cặp này. Đây là dòng loa Mid Bass của Pioneer. Em quên mất, đây là dòng Pioneer nha. Đây dòng của Nhật luôn, 600 ngàn một cặp. Còn bên đây nữa này, em đang có một cặp loa hàng bãi của Nhật, Yamaha Bass 20. Tình trạng của nó là nó hai đời, có nghĩa là một đời là một từ và một đời là hai từ này. Đây cái từ của nó đây nhìn rất là đáng luôn. Hàng Nhật xịn nha. Côn của nó côn keo bằng keo màu đỏ này, đỏ cam này. Còn màng của nó là màng giấy, gân gân mút luôn. Gân này còn zin chưa thay. Cái này cũng vậy. Cái này gân zin luôn. Đó, hai cái này đều gân zin và màng zin giống nhau, kể cả lỗ mũi và cái thốn của nó giống nhau hết, nó chỉ khác là khác đời thôi. Đời một từ. Đây cái này một từ này. Côn bằng nhau luôn. Côn từ bằng nhau, nó chỉ là một từ hai từ thôi. Đó. Con này hai từ. Con này Yamaha này. Bát bằng nhau hết nha. Chắc kháng 8 ôm. Cũng là Yamaha. Cái cặp này em bán 600 ngàn một cặp này, cũng bằng giá với lại cái cặp Mid Bass 16 này luôn. Giá 600 ngàn nha. Mình mua về mình hát karaoke, thay thế cái dàn loa Việt Nam hoặc là những cái dàn loa mà nó bị cháy á, mình cũng là không hay, mình thay thế về. Mà không có quan trọng hình thức, một từ A từ mình mua về nha. Rồi 600 ngàn cặp này này. Và bên đây nữa em cũng đang có một cặp loa Bass 20. Đây cũng là dòng loa bãi xịn nội địa của Trung Quốc, tháo thùng ra. Con này cũng là đô la cọc cạch này. Nó cọc cạch ở chỗ là nó cũng hai đời. Anh em có thể để ý nha, một đời là một cái lỗ to và một đời là nó không có lỗ này. Từ côn màng loa, trốn loa giống nhau hết, nó chỉ là một lỗ và hai mà không có lỗ thôi. Nó kia nghĩa là nó khác được một tí đấy. Cái cặp này em cũng bán giá rẻ cho anh em về xài cũng như thay thế cái dàn loa như mình luôn. Đấy, côn nó côn bằng nhau này. Cái côn bên tay phải nó hơi to một tí nha. Hơi to một tí. Đó, đô la cọc cạch như thế này này. Bằng nhau, giống như nhau hết.
đây, rốn như nhau hết nha, màng, giấy, chân mút này đều như nhau. Em bán đô này 500.000 nha, anh em nào mua về thay thế dàn loa như mình liên hệ cho em. 500.000 nha, không quan trọng hình thức thì liên hệ cho em này. Rồi cái giá là 500.000, em không bao ship nha. Và qua bên đây là những cặp loa Mid-Bass 16 và Mid-Bass 20, cũng với lại hai cặp loa chép của JBL, em cũng về được một ít nữa. Hai loa chép này cũng rất là quen thuộc rồi, em về được thêm hai cặp nữa nha, của JBL này. Đây là dòng chép đông, tháo trong loa cây ra đây có cái tem JBL và những cái thông số mã số của cái khung loa. Đấy, nhìn rất xịn luôn, hàng này hàng zin xịn 100%, chưa có hay cũng như là chưa có sửa chữa cốt lại bất kỳ một cái gì. Đấy, Mid-Bass loa chép đông JBL, hai con này đều đẹp như nhau nha, đồng giá là 1.000.000 đồng một cặp này. Cái này thì hình nó dài hơn, còn cái này hình nó hình vuông hơn nha, nên các bạn mua loa chép này thì nó rõ cái kích thước hình của nó nha. Đây là cái này nó giống như hình vuông này, còn cái này giống như hình chữ nhật bởi nó dài hơn một tí. Đó, hình vuông và hình chữ nhật nha. Rồi đồng giá nhau là 1.000.000 đồng một cặp này. Hàng này em sẽ bao zin 100% luôn, về nghe nhạc tiếng rất là tí tách này, tiếng rất là sáng sủa và bay luôn. Rồi 1.000.000 đồng một cặp nha. Và bên đây nữa, những cặp loa Mid-Bass 16 cũ bọc từ luôn này. Đó em thấy nha, bọc từ luôn, từ nó hơi bị oxy hóa cũng như là nó bị reset theo thời gian, do nó nằm trong cái môi trường khí hậu không được tốt đấy, với lại nó nằm ở trong thùng nên nó ẩm ướt một tí nha. À cái này không phải, cái này nó không bọc từ. Đây này, những cái bọc từ này, Made in USA, model là P206HS. Đó, những cái con này đều là zin xịn 100% luôn. Anh em mua thì em sẽ lựa cho nó giống màng nha, bởi vì có cái màng nó màu xám 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 này, còn có cái này màng nó màu đen. Đó. Anh em mua thì em sẽ lựa cho nó giống màng, cho nó giống màu luôn. Còn cũ với lại chất âm và côn nó đều thứ một nha, nó chỉ là lựa cho nó giống màu cho nó đẹp, nó đi liền đô với lại cái cặp của mình thôi. Con này cũng là Made in USA hết, Mid-Bass 16 mình có thể chế thành loa trả lời hát karaoke rất tốt, mình gắn thêm một tụ cảm vô, bởi vì cái này nó chuyên về tiếng mid này, rất là bay luôn. Còn cái cặp loa này bên dấu đỏ này là dấu cộng nha, còn bên không có đánh dấu này, dấu trừ nè, mã số của nó đây trên cái sườn loa. Rồi giá là 1.200.000 một cặp nha. Còn bên đây em đang có cũng vài cặp loa Bass 20 cũng là của JBL, cũng là Made in USA nha, hàng zin xịn của Mỹ luôn. Côn từ nó giống như là cái loa mít này, nó bằng với cái loa mít này nha, nhưng mà cái đường kính thì nó to hơn, nó dài hơn là đường kính 20, còn đây là đường kính 16 này. Đấy, những cái cặp này mình về mình nghe nhạc nha, nghe tiếng rất hay, bát ra rất là mềm và sâu luôn này, nghe nhạc đánh cánh vô loa cây hoặc cánh vô những cái bát nằm 20 để nghe nhạc đấy, nó ra chất âm cực kỳ tốt ha. Em đang có khoảng 5 đôi như thế này, đây có đôi này còn mới hơn này, còn có những đôi thì nó bị oxy hóa, nó bị sét như trong video nha, còn đôi này nó bị đỡ hơn, nhưng mà đa số nó bị sét là nhiều, con không bị ít thì cũng bị nhiều nha, chứ không có con nào mà không bị hết này. Made in USA, đồ xịn Mỹ luôn. Có những cặp nó màng màu đen, đây em sẽ cắt lấy cặp màu đen cho anh xem. Anh em là mua em cũng sẽ lựa cho nó giống màu cũng như là nó giống cặp nha, cặp màu đen, cặp màu xanh, rồi nó có cặp màng sấm sấm nữa, cặp nó khác màu đấy, nhưng mà chắc em cùng thứ một nha. Em cũng test thử những cái trên những cái dòng này rồi, đều thứ một hết, không có gì thay đổi hết, nó chỉ khác đổi, nó thay đổi khác là chỗ cái màu nó thôi, màu này màu kia thôi nha. Và cái giá em bán là 1.500.000 một cặp này. Để trước thì cũng có một hai đôi bác kia bác lấy hết rồi, nên anh em nhận sau chưa có hàng thì hôm nay em có rồi, xem clip mà gặp thì liên hệ cho em nha. Đây em đang có khoảng 5 đôi bát và 5 đôi Mid-Bass 16 đều là của JBL đến từ USA hết, và hai đô la chép của nó đây, đồ zin xịn hết nha, không có cặp nào mà mất zin hay là nó bị thay côn gì đâu, toàn đồ zin xịn không ạ. Cặp này dính bụi này, dính nguyên bụi, có cặp màu xanh này, đó nó có 4 cặp màu xanh, màu xanh giống màu này. Anh em nào mua hai cặp về lên thùng loa cây đánh nghe nhạc thì thôi rồi, tiếng nó rất là phê nha, 4 cặp này như nhau. Đây này, hai cặp này này với lại thêm cái này là cái này, nó đồng màu nhau nha, là 4 cái màu xanh sậm này. Đây, giá là 1.500.000 một cặp nha. Rồi, và
Em cũng có một số hàng cần bán trong ngày hôm nay thôi, cũng như là loa bát, loa chép, loa mic và những bộ loa rời của Mini giá 100.000 bộ này. Mọi chi tiết xin liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng Hàn Quốc nha. Và đây cũng là Zalo của em này. Cần gì lên Zalo nhắn tin cũng như là biết thêm về sản phẩm nha. Anh em lưu ý là cái giá em báo là chưa bao gồm với ship nha. Riêng những cái cặp loa này, những cặp loa Midbass 16 hoặc là Midbass 20 này, chuyển khoản độ em sẽ bao ship luôn. Đấy, riêng về cái phần loa rời của JBL nha, là chuộc hàng đủ em sẽ bao ship này. Và em xin cảm ơn, xin kính chào, tạm biệt ạ.